thằng router bên này. Router này nữa. Router này ở A2. Nguyên này là của A2. Nguyên làm cái đó mình vào Sài Gòn. Rồi. Nhưng mà thằng này nó đi ở đâu, cái nó đi ra A2 đâu hả? Đấy, con này là cái con bên nhà mạng cung cấp. Là họ cấp cho mình 40 luồng. Là thay cái gắn trước. Này 4 luồng ra đây luôn. Đúng không? 4 cái luồng của họ ra đây. Ra phiến này. Cái này mình chỉ lấy một trong 4 cái này luôn. Anh Linh rảnh chưa? Em nhập nó không kịp cho lắm. Anh Linh anh cái này thì nắm rõ. Anh nắm rõ đúng không? Về thôi bây giờ. Em nắm sơ sơ thôi nhá. Để bữa nào anh Linh bày rõ lại nhá, em nắm được. Các cái nguồn thiết bị ở đây thì không được thay đổi anh nhá. Nó bị nóng này. Đấy, nóng. Đây, cái quan trọng là cái router này. Đây ổ cắm 3 chấu xong sắm ổ cắm này rồi cắt từ sáng tới cắt. Em dùng ấy nhưng mà nó ngắn quá. Đi lên trước đây chị. Mấy cái nguồn này em đi lên hết rồi nhé. Ra cơ suýt thì... Anh này nó ngắn cái gì đây? Đây. Đây này nó đổ cái theo đúng không? USB. Còn tôi. Anh đang chụp lại cái này, anh không biết em ấy, cho nên thì cái đường quang này nhá. Thế này cái đường quang hai sợi này. Là em lấy hai cái sợi 1 và 2 đây luôn nhá. Cái này em đi luôn đây này. Quang đâu đấy. Cho đôi cho mấy cái luôn. Ừ, sợi 1 2. Là nó ứng với cái đường nào, sợi nào ứng với đường nào á. Còn cái thằng này qua không lên đường này. Lấy cái đường của nó ra hả? Cái thiết bị này. Dây nào nó em nó đi. Không, cái này là cái này đấy. Đây. Cái này là ODF của VNPT họ cung cấp này. Đó. Cái trong đó nó sẽ có hai sợi là chạy internet. 6 sợi là nó 4 sợi là nó có hai sợi nó 4 sợi nó đi về đây nè. Là nó cắt luồng, nó cắt 4 cái luồng, 3 luồng về A2 và 1 luồng về A0. Ha. Cái con này nó đưa ra cái thiết bị này và thiết bị này đưa ra 4 cái luồng phía sau cái này anh chị á. Như vậy là nó cắt quang vào đây, nó đi ra là này, nó đi ra 4 cái luồng đi. Em hướng dẫn cho anh Ranh xem đây có 4 luồng này, 1 2 3 4 luồng chính nghĩa. Luồng số 4. Ghi nó. Thì đấy là nó giờ thì nhớ, bữa sau không nhớ. Dầu không nhớ rồi, mất luôn thì đường điện nó đen đỏ, đen bốn lạnh sáng đấy. Không? Dạ. Rồi cái nào A2 và A3 nó ba luồng còn lại là về A2. Ba luồng còn lại thì nó ra các cái còn chuyển đổi thì nó hệ thống khác. Trong hệ thống thu thập số liệu nó đến. Có số của Tuấn rồi. Sáng mai cũng phơi với Tuấn mà chặn cho à.